Hello, xin chào tất cả các anh em đang xem kênh Bồ Câu Bạc Liêu. Thì ngày hôm nay em mới vừa về thêm hai cặp Monda In để phục vụ cho các anh em đam mê. Thì hôm nay thì cũng có rất là nhiều anh em hỏi em là bồ câu mon màu xanh nào đó. Thì ngày hôm nay em kiếm về em phục vụ cho tất cả các anh em. Thì những cặp mon này thì nói chung là giá cũng rất là hợp lý cho các anh em mình chơi. Thì bây giờ để em mở ra cho mọi người xem ha. Thì em lấy về một cặp xanh, dưới ở dưới này là một con trắng và một con đen. Bây giờ thì em sẽ thả nó ra vô lòng rồi em quay clip cho mọi người cùng coi ha. Đây là cặp đầu tiên. Một cặp Monda In màu xanh ha mọi người. Cặp này rất là đẹp, dáng tròn, lông phủ. Cặp này thì cũng còn tơ. Trống là kiền 2021, mái kiền 2022. Cặp này em mới ghép cặp ha anh em, chuẩn bị sinh sản. Anh em nào thích chơi thì chơi cặp này cũng rất là ok nha. Cặp này dáng đồ rất là chuẩn. Cặp này trọng lượng thì mỗi một con là 11 kg anh em. Máy kiền 22. Da thì rất là mềm thôi. Chị cũng coi đây. Anh em có thể nhìn đó, dáng rất là tròn. Dáng tròn. Đuôi bèn. Hôm qua mình bắt về thì thấy đập cò rồi. Cặp thứ hai là một cặp trắng đen. Cái này thì khác màu nhau nha anh em. Thì anh em thích thì để ghép vậy thì cũng được. Chống anh em ghép vậy thì kiếm Tiger mái đen. Còn nếu mà anh em không thích thì anh em mua lẻ từng con thì mình cũng bán luôn. Kiền 2019. Thì cặp này thì con trống màu trắng, kiền 2021. Còn con mái thì màu đen, kiền 2019. Thì kiền 2019 nhưng em nó vẫn đẻ tốt nha mọi người ơi. Thì những cặp này thì giá cả hợp lý. Anh em nào thích muốn biết thông tin về các em nó thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo là 0913 990 269. Con trống nó đang gù ổ rất là nhiều rồi anh em. Đây là cặp thứ ba, là một cặp trống xanh mái bạc. Cặp này thì ở nhà em ra còn rất là đều rồi. Anh em nào có theo dõi kênh đó, thì sẽ biết. Cặp này thì ra con màu kỳ lân luôn anh em. Anh em nào thích đó, màu kỳ lân đó, mà không có điều kiện chơi thì có thể mua hai màu này nè. Rẻ mà có thể ghép hơn nha màu kỳ lân luôn đó, anh em. Thì trên đây là ba cặp chim mà em muốn bán. Thì anh em nào thích cặp nào thì chụp màn hình lại gửi Zalo số điện thoại là 0913 990 269 gửi cho em thì em sẽ báo giá cụ thể cho tất cả các anh em. Chúc anh em xem clip vui vẻ. Chào tạm biệt anh em.